Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Thì ngày hôm nay Khi đã quay trở lại với mọi người rồi đây, với một cái video đó là trong vòng 3 tháng tới thì là có ai tỏ tình với bạn hay không. Nên cái trải bài nghĩ là làm cho vui thôi, làm để mà check nhanh một cái nguồn năng lượng nó dễ thương, cute một chút cho mọi người. Thì ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có ba tụ bài như thường lệ, nhân những cái ngày mà Khi bắt đầu đã có thể bình thường hóa lại như bình thường, không có còn quá là deep giống như những ngày trước nữa. Nếu mà mọi người có coi video thì mọi người sẽ biết là giờ đây có những cái trả bài mà Khi khá là deep và có những cái chủ đề nó cũng khá là deep một chút. Thì ngày hôm nay check nhanh một cái nguồn năng lượng xem là có ai chuẩn bị tỏ tình trong vòng 3 tháng nữa hay không. Và mọi người hãy nghe một cách vui vẻ thôi ha. Ngày hôm nay thì Khi có ba tụ bài cho mọi người. Đây là tụ 1, đây là tụ 2 và đây là tụ 3. Thì bây giờ thì Khi sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụ bài số 1 ha. Nếu như mà mọi người chưa chọn được tụ bài cho mình á thì mọi người có thể ấn dừng màn hình lại và lựa chọn ha. Tụ 1. Để xem là tụ 1 trong vòng 3 tháng nữa thì có ai tỏ tình với tụ 1 hay không. Các bạn có There's Something Better, các bạn có House Full People và các bạn có Don't Stop, các bạn có Eight of Wands, các bạn có The Tower, các bạn có Hai Kiếm, các bạn có 9 gậy, các bạn có 10 gậy và các bạn có Eight of Swords. Đầu tiên thì phải nói là trong vòng 3 tháng nữa có ai tỏ tình với các bạn hay không. Thì nguồn năng lượng đầu tiên Khi phải trả lời với mọi người thì dường như câu trả lời mà Khi dành cho tụi 1 là một câu trả lời mà tụi 1 không muốn nghe cho lắm. Đó chính là không. Dường như thì trong 3 tháng nữa thì không có ai tỏ tình với tụi 1 hết. Nhưng tụi 1 lại có một cái cảm giác đó là tụi 1 hình như là đang chờ đợi nhiều hơn. Tụi 1 đang chờ đợi ai đó đến tỏ tình, tụi 1 đang chờ một người nào đó đến để mà ngỏ lời, tụi 1 đang chờ một cái lời chủ động đến từ một cái nhân vật nào đó nhiều hơn. Khi cảm thấy được đó, có thể cái người mà các bạn chờ đợi đó, có thể họ là một cái người mà đã từng có một cái ngắt kết nối với các bạn, hay là cái mối quan hệ giữa hai người đó, nó đã từng kết thúc một cách là rất là nhanh, một cái cách không rõ ràng, hoặc là một cái mối quan hệ mà nó chưa đi đến đâu cả hay nó đã kết thúc một cách đột ngột. Thì bạn hoặc là đột nhiên người này không nói chuyện với bạn nữa, thì bạn vẫn đang chờ cái người này xuất hiện, bạn vẫn đang chờ cái người này đến, bạn vẫn đang chờ cái người này nói chuyện lại với bạn. Và thậm chí là bạn có nguồn năng lượng là bạn muốn đi nói chuyện với họ, bạn muốn kết nối với họ, bạn muốn nhắn tin cho họ, bạn muốn gọi điện cho họ nhiều hơn. Cái đó là cái điều mà Khi nhìn thấy trong 3 tháng tới. Thì thứ nhất đó là Khi không thấy được cái nguồn năng lượng là có ai tỏ tình với các bạn chọn tụ 1. Tuy nhiên là mọi thứ, tình hình khó khăn, những cái sự chờ đợi của bạn trong vòng 3 tháng nữa thì có thể là đến tầm cái khoảng mà thời gian sau đó, mọi thứ nó sẽ dần dần tốt đẹp trở lại. Bạn sẽ không còn cái cảm giác tiêu cực này nữa. Mọi thứ tốt đẹp hơn nó sẽ đến và bạn cũng có thể mở rộng hơn những cái mối quan hệ của mình. Có thể là bạn có thể mở rộng hơn được cái vòng mối quan hệ của mình, bạn sẽ cởi mở nhiều hơn và bạn hiểu nhiều hơn. Có thể là trong 3 tháng tới thì sẽ có một cái điều gì đó xảy ra, nó sẽ buộc các bạn phải chấp nhận cái hiện thực nó đã xảy ra như thế, và bạn phải biết rằng là mọi thứ nó phải diễn ra theo cái cách là người này họ cần phải rời khỏi cuộc sống của bạn để mà bạn gặp gỡ những cái thứ tốt hơn, để mà bạn có những cái điều tốt hơn. Và để bạn học thêm một cái điều nữa, đó chính là trên cái hành trình của chúng ta đi á, khi mà bạn mang quá nhiều thứ trên cái hành trình này á, nó sẽ làm nặng và nó làm chậm đi cái hành trình của bạn. Và bạn đang cần phải học cách buông bỏ bớt đi những cái thứ nó không cần thiết trên cái hành trình của mình. Cơ bản là khi thấy là bạn vẫn đang dựng lên cho mình một cái hàng rào chắn mình với những cái mối quan hệ khác. Bạn giống như là bạn chỉ trông về cái người này thôi, bạn chỉ nhìn về một cái đối tượng nào đó thôi. Thì trong cái trả bài này nó không cho Khi nói với biết là rõ quá nhiều về cái người này.
nhưng mà nó cho Khi một cái cảm giác là bạn vẫn đang chờ đợi một cái điều gì đó xảy ra, bạn vẫn đang chờ đợi một cái người cũ quay về, hoặc là một cái người nào đó, một cái đối tượng nào đó, hay là chờ đợi crush của bạn, mà có thể hai người đã có một cái sự kết thúc rồi, đã có một cái sự dừng liên lạc với nhau, hoặc là nếu như chưa thì có thể là trong khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ ngưng liên lạc với một ai đó, và cái nguồn năng lượng của bạn là bạn vẫn chờ một cái sự kết nối lại của người này. Giống như là có thể là bạn nói chuyện với một ai đó và hai người có cái sự thả thính qua lại, nhưng mà đột nhiên họ lại im lặng, thì bạn vẫn ở trong cái nguồn năng lượng là bạn chờ đợi họ quay trở lại kết nối lại với bạn. Thì nó có những cái trường hợp là như thế. Khi thấy là bạn sẽ bị phân vân rất là nhiều giữa cái việc là nên buông bỏ hay là nên tiếp tục chờ đợi. Nói chung là khi vẫn thấy là bạn vẫn sẽ nuôi hy vọng, bạn sẽ nuôi hy vọng về cái việc là cái người này họ có thể quay trở lại, về một cái người nào đó quay trở lại, nhưng mà có thể cái điều đó nó không diễn ra, hoặc á, là trong vòng 3 tháng tới này á, sẽ có một cái sự kiện gì đó xảy ra mà bạn sẽ là cái người trực tiếp đi nói chuyện lại với cái người này, bạn sẽ là cái người trực tiếp mở lời, bạn là người mở lời trước, bạn là người nói chuyện trước với họ. Khi thấy nhiều hơn cái nguồn năng lượng chủ động ở phía bạn nhiều hơn, có lẽ là bạn đến một cái lúc nào đó bạn giống như là không chịu nổi được nữa, bạn cần một cái câu trả lời, hay là có những cái sự kiện nó xảy ra nó khiến là bạn có những cái giống như là bạn không có biết rõ được mọi thứ nó đã xảy ra như thế nào á, và bạn cứ muốn đi tìm câu trả lời, thì có thể đến một cái lúc nào đó bạn sẽ là cái người đi tìm cái câu trả lời đó, bạn sẽ là cái người mà đi hỏi cái người này, bạn sẽ là cái người đi 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 tìm đến cái người này và hỏi cái người này rồi rốt cuộc mọi chuyện nó là như thế nào. Các bạn có forgiving and learning, các bạn có engagement và các bạn có free yourself. Ở đây á, trong một vài trường hợp nào đó, khi thấy là có một vài bạn á, các bạn muốn nghe một cái lời giải thích, các bạn muốn nghe một cái lời xin lỗi, và các bạn muốn nghe một cái lời xin lỗi từ cái người này, hoặc là bạn đang là cái người rất là muốn quay lại với cái người này. Bạn đang kiểu là bạn muốn là người chủ động nhắn tin với họ luôn, bạn đang rất là muốn nhắn tin với họ, bạn đang rất là muốn liên lạc với họ, bạn đang rất là muốn nói chuyện với họ. Tuy nhiên là mọi thứ nó sẽ có thể là bạn chưa có can đảm, bạn chưa đủ can đảm để làm cái điều đó, hay là bạn thật sự là có những cái gì đó mà nó khiến cho bạn không thể nào là cái người mở lời trước được. Thì khi không biết là khi mà các bạn mở lời thì mọi thứ nó diễn ra như thế nào. Tuy nhiên là nó chỉ cho khi thấy một cái nguồn năng lượng ở đây, đó là việc là sẽ không có một cái điều gì xảy ra, hay là chưa có cái điều gì xảy ra cả từ những cái đối tượng xung quanh, mà chủ yếu cái nguồn năng lượng bộc phát ở đây nhiều hơn đó là từ phía của bạn. Các bạn có receive with love and appreciations, các bạn có choose love, yes, và các bạn có love endures. Khi nghĩ là những cái điều này xảy ra đó, nó dường như nó ảnh hưởng đến cái lòng tin của bạn và tình yêu rất là nhiều, nhưng mà hãy chấp nhận mọi thứ nó có thể có một số chuyện nó xảy ra không như ý của mình, để chúng ta nhận ra được rằng là có thể mình xứng đáng với những cái điều tốt hơn, hay những cái điều tốt hơn nó sẽ đến. Hãy chấp nhận, khi chỉ biết nói với tụi một là hãy chấp nhận những cái gì đó nó xảy ra, nhưng mà nếu thật sự là bạn được thôi thúc để nói chuyện, bạn được thôi thúc để mở lời á, thì hãy thử đi tìm cái câu trả lời đi, để chúng ta có một cái câu trả lời thật sự dứt khoát cho cái vấn đề này. Là để mà thứ nhất là nếu như mình nhận được một cái câu trả lời là họ đã không còn cái gì với mình nữa, thì mình cũng thoải mái hơn, mình cũng sẽ dễ dàng bước tiếp hơn. Khi mà chúng ta cứ im lặng và bạn cứ nuôi một cái hy vọng mà không biết khi nào nó có thể trở thành hiện thực. Bởi vì cái nuôi hy vọng này của bạn á, khi thấy nó hơi tiêu cực một chút, chứ nó không phải là một cái sự chờ đợi trong tích cực, hoặc là một cái việc là bạn sử dụng một cái luật hấp dẫn một cách tích cực để thu hút người này trở về, cho nên là nó không cho khi cái nguồn năng lượng là bạn sẽ thu hút được cái người này quay trở lại, mà dường như là bạn sợ là bạn ở một mình, bạn sợ rằng họ bỏ bạn, và bạn sợ rằng là không có phải cái người này thì không còn ai có thể hợp với bạn nữa. Nó đến từ cái nguồn năng lượng như thế nhiều hơn, cho nên là nó đến từ nhiều những cái thứ tiêu cực, cho nên nó không thể nào mà diễn ra được. Trong một cái khía cạnh nào đó thì dường như cái người mà các bạn đang muốn làm cái điều đó, cái người mà các bạn đang nghĩ đến đó, có thể là họ đã có một cái mối quan hệ khác rồi, hoặc là họ đã có một cái mối có thể họ đã có gia đình rồi, hoặc là họ đã có người yêu rồi, trong một vài trường hợp là như thế, hoặc là bạn và họ đã từng là gia đình với nhau, bạn và họ đã từng là người yêu của nhau, bạn và họ đã từng là vợ chồng của nhau, mà đến giờ thì hai người đang ở một cái giai đoạn chia xa, và bạn đang rất là muốn
một cái lời xác nhận rõ ràng từ cái người này chẳng hạn. Ok, đó là tất cả những gì mà Ki có cho tụi một. Bây giờ thì Ki sẽ đến với tụi hai. Chúng ta đến với tụi hai. Các bạn có forgiveness, các bạn có if you believe và các bạn có reconsider. Các bạn có Queen of Wands. Queen of Wands. Các bạn có Wheel of Fortune. Các bạn có Six of Wands. Wow, các bạn có đến hai lá Queen of Wands. Wow. Tụ tụ hai ơi, khi phải nói với mọi người là các bạn có hai lá Queen of Wands và các bạn có hai kiếm, có hai lần của lá sáu kiếm. Hai khi sorry mọi người, cái lá này không phải là Six of Wands mà là Six of Swords, và các bạn có hai lần của lá Six of Swords, hai lần của lá Queen of Wands và năm kia năm gậy. Wow, khủng khiếp. Khi phải nói là khả năng rất 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 cao là trong khoảng năm, khoảng 3 tháng tới, có với tụi bà này là có, và không chỉ là một mà có thể là bạn đứng giữa nhiều những cái cơ hội nữa, nhiều những cái sự lựa chọn. Thứ nhất, nó không phải là đùng một lúc mà nhiều người đến, nó có thể là những cái trường hợp như thế này nè mọi người, có thể là nhiều người đến cùng một lúc để mà bạn phải xem xét, hoặc một người đến để bạn lựa chọn họ, và một và chính mình. Nó có hai trường hợp như thế hoặc là như vậy đó mọi người, tức là có thể là trường hợp là nhiều người đến, hoặc là trường hợp là cái người này đến và bạn có lựa chọn hay không. Có cái quyền lựa chọn là ở bạn, là bạn chọn họ hay là bạn chọn chính mình. Với cái tụ bài số 2 này á, nó cho Ki cái trường hợp, nó cho Ki thấy là như thế này nè. Nó cho Ki thấy một cái điều là nó có hai trường hợp trong cái trải bài này xảy ra. Thứ nhất, đó là đầu tiên là có người đến, thì thứ nhất cái người này có thể là một cái người mà họ khá là hấp dẫn, họ khá là thu hút bạn, và hai bạn á, có thể là các bạn thu hút lẫn nhau, hoặc là các bạn khá là giống nhau, các bạn có rất là nhiều, có những cái nét tương đồng với nhau. Có thể là các bạn có hai lần của lá Queen of Wands, thì thứ nhất là có thể là cả hai người đều là, có thể là cả hai đều là cung lửa, hoặc là cả hai đều là cung khí. Và cái sự gặp gỡ này nó giống như là một cái sự sắp đặt, nó giống như là một cái sự định mệnh để sắp đặt hai người. Còn cái nữa thì có thể là hai bạn là những cái người mà cùng giới tính với nhau. Cái đó là cái điều Ki thấy thôi, còn nếu như không phải thì các bạn có thể bỏ qua ha. Nhưng mà Ki thấy thì Ki nói, Ki thấy thì Ki nói, đâu đó Ki thấy ở đây là không biết là bạn có lựa chọn cái người này hay không, không biết là bạn có, bởi vì là cái người này họ khá là thu hút, họ khá là hấp dẫn, cho nên cái điều đi kèm theo là họ khá là đào hoa trong cái nguồn năng lượng của họ. Cho nên là khi không biết là bạn có lựa chọn cái người này hay không, nhưng cái sự lựa chọn của bạn là gì? Các bạn sẽ cái điều đầu tiên khi mà bạn nghĩ và bạn gặp cái người này và bạn nhận được cái lời đề nghị của người này á, cái điều đầu tiên các bạn sẽ nghĩ đến trong đầu mình đó là chữ bình yên. Cái người này có mang lại cho mình bình yên hay không? Mình ở bên cạnh cái người này thì mình có bình yên hay không? Hay là mình ở bên cạnh người này mình có vui vẻ và cảm thấy an toàn hay không? Thì bạn sẽ lựa chọn đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ lựa chọn cái việc bình yên. Bạn sẽ lựa chọn sự an toàn cho chính bản thân của mình. Khi không nói cái việc an toàn ở đây á, đó an toàn nó sẽ có cái kiểu là có hai kiểu sự an toàn, là an toàn một cách là bạn luôn luôn né tránh, bạn luôn luôn lảng tránh. Nhưng nếu như cái sự an toàn đó nó đến từ cái việc là bạn không cảm thấy bình yên trong cái nguồn năng lượng của mình, và bạn luôn luôn thấp thỏm, phập phồng trong một cái mối quan hệ, mà khi bạn tương tác với cái người này bạn luôn luôn bị cái cảm giác là họ có quá nhiều vệ tinh xung quanh, họ có quá nhiều nguồn năng lượng tình cảm xung quanh họ, và bạn sợ và bạn không đủ tự tin vào bản thân của mình. Giống như là nếu như bạn không chịu được áp lực
của cái vị trí là bên cạnh cái người này thì bạn sẽ không lựa chọn cái người này. Còn nếu như bạn đã bình yên với bản thân mình rồi, bạn đã thoải mái với bản thân mình rồi và bạn hoàn toàn chịu được cái sức ép, hay là bạn hoàn toàn cả chịu được cái việc ở bên cạnh cái người này và bạn tin cái giá trị bản thân của mình là mình xứng với họ, mình hợp với họ, mình tương đồng, mình ngang bằng với họ, cho nên là mình không có cái điều gì mà mình phải sợ rằng là họ sẽ họ họ mình thua họ hết. Mình ngang bằng với họ rồi thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình sợ cái việc là họ quá nhiều xung quanh, hay là họ quá thu hút, họ quá tốt, họ quá giàu, họ quá giỏi hay gì đó. Bởi vì nếu như bạn đã cảm thấy mình ngang bằng với họ rồi á thì những cái điều đó xung quanh bạn sẽ cảm thấy bình thường. Còn nếu như mà bạn cảm thấy bạn giống như là một nàng lọ lem mà họ giống như là một chàng hoàng tử, bạn nào cũng lo sợ phập phồng là cái người này sẽ rời mình đi, hay là cái người này họ quá giàu, họ quá giỏi, họ quá tốt và họ không nghiêm túc với mình hay là như thế nào đó, thì bạn sẽ không chọn họ. Nó là hai trường hợp, nó là hai trường hợp của tụi bà này, và mọi người chỉ có xem là mình ở cái trường hợp nào. Trong một vài cái trường hợp nào đó ở đây, chị ấy có thể là có một cái người cũ nào đó quay trở lại nữa. Có một cái trường hợp nữa là bạn sẽ lựa chọn giữa người cũ và người mới. Đâu đó trong cái lá forgiveness nó cho khi thấy là có thể bạn sẽ nhận được một cái lời xin lỗi từ một cái nhân vật nào đó. Có thể họ sẽ đề nghị với bạn là bạn sẽ tái xem xét lại cái mối quan hệ này như thế nào. Tuy nhiên, nó cũng như khi nói lúc nãy đó là liệu bạn có cảm thấy bình yên hay không, bạn có cảm thấy phù hợp hay không thì bạn mới lựa chọn cái mối quan hệ này. Khi thấy bản thân tụ hai là những người rất là độc lập, những người rất là rõ ràng, và bây giờ các bạn đã xác định được bản thân mình có một cái ranh giới và bạn không phải là chọn bừa và chọn đại nữa, cho nên là bạn chỉ lựa chọn cái nào mà nó mang lại cho bạn cái sự bình yên. Và cũng có thể một vài cái trường hợp đó thì cái người này là một cái người từ xa đến, hoặc là hai bạn phải di chuyển khỏi cái nơi mình ở đi đâu đó thì các bạn mới gặp được nhau. Có thể là các bạn đi gặp nhau trong một chuyến du lịch, hay là gặp nhau trong một chuyến công tác của một trong hai người có chuyến công tác đến cái nơi đó thì hai bạn mới có thể gặp nhau. Nói chung là nó mang cái yếu tố là đưa đẩy đẩy đưa qua đi lại kiểu như vậy. Các bạn có honeymoon, thì có stay optimistic about your love life, và các bạn có calling in your soulmate. Yeah, chắc chắn một phần lớn nào đó thì các bạn có thể là sẽ gặp nhau trong một cái chuyến đi nào đó, hoặc là các bạn sẽ có những cái chuyến đi cùng với nhau sau khi mà các bạn liên kết với nhau, hoặc là các bạn nói chung là khi vẫn nghiêng về cái phần là các bạn đi đâu đó và các bạn gặp nhau nhiều hơn. Có thể đây là một cái người soulmate mà các bạn bấy lâu nay, nếu như ở thời điểm này bạn đã là một cái người rất là độc lập, là một cái người có một cái đế chế riêng cho mình, là cái người đang thể hiện những cái khả năng về thể hiện được cái con người thật của mình thông qua cái công việc hàng ngày, thông qua cái đam mê, thông qua cuộc sống, và bạn nghĩ đến bản thân của mình, thì có thể đây chính là cái người soulmate mà bấy lâu nay bạn đã thu hút họ đến. Và trong khoảng thời gian 3 tháng nữa là khoảng thời gian nguồn năng lượng mạnh nhất, họ sẽ gặp được bạn. Các bạn có simple art of kindness, các bạn có consider your foundation, và các bạn có miracle and blessing. Yeah, mọi người ơi, khi cảm thấy được phần lớn cái nguồn năng lượng ở đây là tụ ba là những người mà các bạn đang khá là độc lập trên cái hành trình của mình, đang khá là tự do trên cái hành trình của mình, và bản thân tụ ba bây giờ đối xử với các cái mối quan hệ xung quanh đó nó không có gì đặc biệt hết. Nếu như mà tụ hai chứ mọi người, nếu như tụ hai đang là những người độc thân mà hiện tại các bạn thấy là mọi thứ, cái mối quan hệ xung quanh của các bạn đó, nó cứ giống nhau, nhưng mà bạn vẫn rất là thoải mái những cái mối quan hệ hiện tại, bạn không đặt nặng quá nhiều những cái mối quan hệ lên trên cái tâm lý của mình á, thì hãy tin đi, khoảng thời gian 3 tháng tới là khoảng thời gian bạn sẽ gặp được một cái người và sẽ các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu nhau, đặt lên những cái nền móng cùng với nhau. Bởi vì là các bạn đã có những cái nền móng chính bản thân của mình rồi, cho nên là cả hai người đều có những cái nền móng nhất định, và hai người sẽ cùng với nhau xây dựng một cái điều tốt đẹp ha. Khi không nói quá nhiều, khi chỉ nói là những điều tốt đẹp thôi. Những cái phước lành, những cái điều may mắn, những cái món quà nó sẽ được mang đến cho các bạn trong khoảng thời gian từ 3 tháng tới. Ok, đó là tất cả những cái gì mà khi có cho tụi hai. Bây giờ thì khi sẽ đến với các bạn chọn tụi bài cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn chọn tụ ba là các bạn chọn thạch anh tím. Các bạn có look for a sign. Các bạn có no.
Trời ơi, chắc tụi ba coi tới đây chắc tụi ba nghĩ cái nghĩ là nhiều bạn chọn tụi ba bấm coi tới cái đoạn lá nô này xuất hiện đó là chắc là các bạn off cái video ngay đây rồi, các bạn off cái video ngay lúc này rồi. Trời ơi, các bạn có The Hybridus, các bạn có Temperance, các bạn có Bảy Kiếm, các bạn có Page of Swords, các bạn có The Star và các bạn có The Tower. Ok, trong 3 tháng tới có ai tỏ tình với các bạn hay không? Không, câu trả lời rất đã có ngay đây rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều, không không có ai cả. Tuy nhiên đây là khoảng thời gian mà để các bạn tập trung cho bản thân của mình, khi thấy là cái lý do vì sao vũ trụ không mang đến bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn ở khoảng thời điểm này, đó là đây là cái khoảng thời gian mà bạn kết nối với bản thân của mình rất là nhiều. Có thể là bấy lâu nay bạn đang nhận được những cái dấu hiệu, những cái sign từ vũ trụ, những cái thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho bạn là bạn mang một cái sứ mệnh nào đó, hoặc là bạn mang một cái sứ mệnh chữa lành nào đó, bạn mang một cái sứ mệnh tâm linh nào đó, bạn được thôi thúc để tìm hiểu về tâm linh nhiều hơn, bạn được thôi thúc tìm hiểu về tarot, bạn được thôi thúc tìm hiểu về đứa trẻ bên trong, bạn được thôi thúc tìm hiểu về chữa lành, bạn được thôi thúc tìm hiểu về bất kỳ một cái điều gì đó nó liên quan đến tâm linh. Thì trong khoảng thời gian 3 tháng tới này là khoảng thời gian rất là thích hợp để bạn làm cái điều đó. Cái khoảng thời gian các bạn không có ai cả trong cuộc sống của mình, khoảng thời gian các bạn độc thân, khoảng thời gian các bạn một mình, chính là cái khoảng thời gian tốt nhất để bạn đi theo cái sứ mệnh mà mình đã được mang mang đến. Có thể rằng là một vài bạn để đi theo cái sứ mệnh này, chắc là sẽ phải từ bỏ một cái điều gì đó cũ. Có thể bạn sẽ phải từ bỏ cái mối quan hệ cũ của mình, bỏ cái công việc cũ của mình, bỏ cái con người cũ của mình đi để mà các bạn hướng tới cái mục đích cao hơn của cái sứ mệnh này. Vũ trụ đang muốn các bạn đi làm và tìm kiếm cái kho báu cho chính bản thân của mình, chứ không phải là bạn cứ đi tìm cái kho báu mà những người khác họ có. Có thể bạn rất là ngưỡng mộ những cái hạnh phúc của những cái người khác, có thể bạn rất là ngưỡng mộ những cái mối quan hệ mà họ bạn thấy là wow, nó quá đẹp, nó quá hạnh phúc. Nhưng có thể rằng là cái điều đó nó không phải là cái điều mà vũ trụ thật sự muốn các bạn có. Và những cái điều mà các bạn ngưỡng mộ đó không phải là một cái điều nó tốt nhất dành cho các bạn, mà vũ trụ còn set up cho các bạn những cái thứ nó tốt đẹp hơn. Và quan trọng nhất đó là vũ trụ đang muốn các bạn đi đúng với cái con đường mà chính bản thân của mình các bạn cần đi. À, đôi khi vũ trụ sẽ cần phải lấy đi một cái điều gì đó của bạn để mà bạn có thể nhận ra cái sứ mệnh của mình. Bạn nhận ra rằng mình có mang một cái sứ mệnh tâm linh nào đó. Nếu như thật sự trong tụ bài số 3 này các bạn đang được thôi thúc để mà đi học một cái điều gì đó bất kỳ, kể cả không phải là tâm linh, cái điều này là một cái điều này phải nói là bởi vì là có rất nhiều nguồn năng lượng các bạn xem cái tụ bài này, cho nên là bất kỳ một cái sự thôi thúc là các bạn đi học cái gì đó, học đàn cũng được, học hát cũng được, học thêm một cái ngôn ngữ cũng được, học thêm một cái kỹ năng nào đó trong cuộc sống của mình, học thêm một cái môn gì đó để mà các bạn trau dồi thêm cái nguồn năng lượng, trau dồi thêm cái lượng kiến thức của mình, thì hãy đi học nó, đặc biệt là học về tâm linh. Nếu như bạn thật sự được thôi thúc tìm hiểu về chữa lành, tìm hiểu về chu kỳ trăng, tìm hiểu về cung hoàng đạo, hoặc là tìm hiểu về tarot, tìm hiểu về witchcraft, bất kỳ một cái điều gì đó, hãy đi học nó, hãy tìm hiểu nó, hãy bắt đầu ngay lúc này. Bởi vì khi thấy đây là một cái thời điểm cực kỳ chín mùi để cho tụi ba làm cái điều này. Bởi vì là tụ ba là cái tụ mà các bạn có những cái hành trình đặc biệt khó khăn hơn những cái tụ khác, cho nên đôi khi các bạn cũng được hướng đến một cái sứ mệnh nó đặc biệt hơn những cái tụ khác. Và đó là lý do vì sao cái tụ ba, cái tụ này nó ra một cái câu trả lời cực kỳ rõ ràng với các bạn là trong khoảng thời gian 3 tháng nữa sẽ không có cái nguồn năng lượng tình cảm ở trong này, mà nó sẽ là hoàn toàn cái việc là bạn đi tìm được cái nguồn tri thức mới nhiều hơn. Nguồn đặc biệt là những bạn mà có cái sứ mệnh tâm linh, đặc biệt là các bạn đang cảm thấy mình được thôi thúc để đi tìm hiểu về tâm linh. Các bạn có children, các bạn có this could be the one và các bạn có flirt. Ok, đôi khi các bạn sẽ cái kiểu là các bạn có thể là những người mà có những cái sự tổn thương về chưa đứa trẻ bên trong của mình, cho nên các bạn đang được thôi thúc tìm hiểu về đứa trẻ bên trong, các bạn đang được thôi thúc về tìm hiểu về chữa lành nó. Các bạn
giống như kiểu là các bạn là một cái trái tim tổn thương, các bạn là một cái người tổn thương, các bạn là một cái người bị vùi dập, sau đó các bạn bị sai lệch đi những cái tư tưởng về tình cảm á. Các bạn sẽ cần khoảng thời gian để mà các bạn chữa lành cho chính bản thân của mình trước khi bạn có thể tiến đến với một cái mối quan hệ nào đó, có thể tiến đến với một cái người nào đó. Khi thấy cái hành trình tiếp theo của bạn là các bạn hướng đến cái hành trình các bạn trở thành the one của chính mình, các bạn không có đi tìm hiểu những cái mối quan hệ mà nó không mang lại cho bạn một cái mục đích hạnh phúc thật sự. Có thể trước đây bạn là cái người mà một vài bạn ở đây á, các bạn khá là thoải mái với cái việc là bạn chủ động đi đi cưa cẩm người khác, đi tìm hiểu người khác, và các bạn rất là kiểu là các bạn khá là giống như là bạn thoải mái trong cái việc là bạn bắt chuyện trước với một ai đó, bạn cưa cẩm một ai đó, bạn nói chuyện với một ai đó, thì có thể bạn sẽ là cái người không có ai tỏ tình với bạn, nhưng mà có thể bạn là cái người mà thích cái người khác và bạn đi cưa cẩm họ chẳng hạn. Thì cái điều đó ở đây khi vẫn thấy là có thể có. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật kỹ, cái điều gì mới là cái điều quan trọng nhất của bạn ngay lúc này. Khi thấy ở đây bạn có rất là nhiều những cái sự thôi thúc về việc mở mang cái kiến thức của mình, nhưng khi đã nói là không phải là tâm linh cũng được, bất kỳ một cái sự thôi thúc về một cái việc bạn mở mang một cái kiến thức nào đó, hãy đi học nó, hãy bắt đầu. Bởi vì là bạn đang ở trong một khoảng thời gian mà bạn không có bị vướng bận những cái mối quan hệ, cho nên bạn có thể thoải mái với những cái gì mình muốn làm, những cái điều mà mình muốn, và không có bị chi phối. Yeah, các bạn có love who you are, khi nghĩ là cái người sẽ đến tỏ tình với các bạn trong 3 tháng tới chắc chắn là bản thân của các bạn. Bản thân của các bạn sẽ mang đến những cái điều tốt đẹp nhất cho chính bản thân của mình. Express love through gift, bạn tự tặng cho bản thân mình những món quà. Và I love you, bạn nói I love you với chính bản thân của mình. Bạn tặng cho bản thân của bạn một cái khoảng thời gian được học hỏi, được mở rộng kiến thức, được chăm sóc lại cơ thể của mình từ trong ra ngoài, từ vật chất đến tinh thần. Bạn nuôi dưỡng lại chính cái cơ thể của mình, bạn trở thành người yêu của chính mình, bạn yêu chính bản thân của mình, và bạn trở thành một cái người bạn tự mua cho bạn những cái món quà, bạn tự cho bạn ăn những cái món ăn ngon, bạn tự cho bạn đi thư giãn bất kỳ một cái điều gì đó, mà có thể là cả cái việc là đi du lịch một mình, có thể bạn cho phép bản thân mình làm những cái điều gì mà bạn nghĩ là khi có người yêu thì bạn sẽ làm, nhưng mà cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian bạn làm cái điều đó với chính bản thân của mình, bạn trở thành cái người yêu của chính bản thân của mình, bạn trở thành cái người thật sự dành cho bản thân mình cái tình yêu thương sâu sắc nhất, và bạn mở rộng hơn cái kiến thức của mình, mở rộng hơn cái sự hiểu biết của mình, mở rộng hơn về cái tính tâm linh trực giác của mình, và tập trung cho cái việc chữa lành từ cái đứa trẻ bên trong của mình mà ra, để có thể hướng đến bạn gặp gỡ một cái người nào đó họ là the one của mình. Bởi vì trước khi bạn muốn gặp cái the one của mình, bạn phải là the one của mình trước đã. Cũng như khi từng nói là bạn muốn một ai đó yêu bạn thì bạn phải là người yêu chính bản thân mình trước đã. Và bạn muốn một ai đó nhìn thấy cái giá trị của bạn thì bạn phải là cái người nhận ra cái giá trị của mình trước đã. Thì chúng ta mới, bạn biết cái giá trị của bạn ở đâu thì bạn sẽ biết cách bạn đặt mình vào những cái mối quan hệ nó phù hợp, bạn đặt mình vào những cái sự lựa chọn nó phù hợp, và bạn biết được rằng là bản thân mình hợp với gì và bản thân mình không hợp với điều gì, để mà bạn có thể tránh nó, tránh những cái mối quan hệ toxic và đi tìm đến những cái mối quan hệ mang ánh sáng đến cho bạn. Ok, đó là tất cả những cái gì mà Ki có cho tụi ba, cũng như là ba tụi bài của ngày hôm nay. À, tụi ba bình tĩnh nghe nhé, đừng có bị cái lá nô đầu tiên mà các bạn ọp cái video ngay từ đầu. Sẽ rất là ổn những cái thông điệp này nha mọi người, thật sự. Ok, đó là tất cả những cái gì mà Ki có cho tụi ba cũng như là ba tụi bạn ngày hôm nay, thì Ki mong là mọi người có thể nhận được những cái thông điệp phù hợp với mình. Còn bây giờ thì Ki sẽ off cái video này ở đây và Ki sẽ up ngay cho mọi người ha, và hẹn gặp lại mọi người cái video sau. Và đừng quên là nếu như mọi người cảm thấy đúng thì mọi người hãy để cho Ki một like, một subscribe kênh cũng như là comment câu chuyện bên dưới của mình cho Ki biết. Ki luôn theo dõi hết, và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video sớm nhất, và bye bye mọi người.